Xin chào tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của Luân Vũ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi về một số bài bình luận về chính trị, về kinh tế và một số tin tức. Số điện thoại của chương trình vẫn tiếp tục là 657-600-888. Bản tin đầu tiên: cái đảng Cộng Hòa đã đe dọa đóng cửa chính phủ vì an ninh trong cái thỏa thuận tài trợ mới. Một trong những sự kiện kịch tính trên đồi Capitol. Một số đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng họ có thể bỏ quyết bỏ phiếu chống lại tài trợ chính phủ nếu thỏa thuận giữa lưỡng đảng gần đây. Giữa các đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa không bao gồm những biện pháp an ninh biên giới nghiêm ngặt. Thỏa thuận được đề xuất nhằm để tài trợ chính phủ trong cái thời gian còn lại của năm 2024 đã gây ra rạn nứt trong đảng Cộng Hòa, với các thành viên bảo thủ yêu cầu một cách tiếp cận toàn diện hơn để giải quyết cái vấn đề nhập cư bất hợp pháp dọc theo biên giới của Mỹ và Mexico. Trong tuần qua, thì Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo thiểu số thượng viện Mitch McConnell, lãnh đạo thiểu số của Hạ viện Jeffrey đã công bố cái thỏa thuận tài trợ. Thỏa thuận này dựa trên mức chi tiêu đã được thống nhất của đạo luật trách nhiệm tài khoá của 2023, một cái biện pháp được nhận sự ủng hộ từ nhiều phía của năm 2023. Tuy nhiên, cái thỏa thuận này đã nhận được sự đón nhận lạnh lùng từ một số thành viên Cộng hòa bảo thủ tại Hạ viện, những người đang ủng hộ lập trường mạnh mẽ nhiều hơn về vấn đề biên giới. Những cái đại diện này cho thấy một chính phủ không được tài trợ mà không có biện pháp ngăn chặn nhập cư một cách bất hợp pháp, đóng cửa biên giới hoặc đóng cửa chính phủ. Cái đảng Dân Chủ đang nói dối với người dân của Mỹ một cách không biết xấu hổ rằng tuyên bố biên giới là an toàn, tất cả trong khi hợp lý hóa một cuộc xâm lược, shut it down. Dân biểu Ellie Crane của Arizona đã tweet. Một cái tình cảm còn tai hại hơn khi dân biểu Andy Bick và một số dân biểu khác trong 8 cái thành viên đã bỏ phiếu loại bỏ Kevin McCarthy về cái thỏa thuận chi tiêu tạm thời ngăn chặn đóng cửa cái chính phủ. Trong khi đó, tôi không quan tâm đến việc tài trợ vị chính quyền Biden tích cực xóa bỏ biên giới của quốc gia, dân biểu Chip Roy của Texas viết. Ông Roy rõ ràng nhận ông ra tài trợ của chính phủ nên phụ thuộc vào ông Biden ký HR2 hoặc dự luật tương tự thành luật. Ngay cả thành viên của Freedom Caucus gồm 45 thành viên của đảng Cộng Hòa bảo thủ trên Hạ viện cũng cân nhắc cái vấn đề không bỏ phiếu. Trong khi đó, dân biểu, by the way, tôi cũng không biết rằng là liệu là những cái nhân vật này thật sự họ có bỏ cái lá phiếu để trước phế ông Mike Johnson hay không. Tại vì dù luật này thông qua thì bắt buộc ông Mike Johnson phải hợp tác với những thành viên của đảng Dân Chủ. Dân biểu của đảng Cộng Hòa, bà Green đã lên tiếng phản đối cái thỏa thuận ngân sách và nói rằng thỏa thuận ngân sách trị giá 1.6 nghìn tỷ đô la này không làm gì để bảo vệ biên giới, ngăn chặn cuộc xâm lược. Bà cho biết ý định bỏ phiếu chống lại cái đề xuất hiện tại. Dân biểu Mary Miller của Illinois, một thành viên khác của Freedom Caucus, cũng đã chia sẻ cảm xúc tương tự trên mạng xã hội. Cuộc đối đầu leo thang về tài trợ của chính phủ không phải là vấn đề cá biệt. Các đảng viên của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện và Hạ viện trước đó đã từ chối hỗ trợ thêm cái viện trợ của Mỹ cho Ukraine, cho đến khi các đề xuất an ninh biên giới bảo thủ của họ nhận được sự chấp thuận từ Thượng viện cho đảng Dân Chủ lãnh đạo. Các cuộc đàm phán về vấn đề này đã diễn ra với các thượng nghị sĩ cố gắng đạt những thỏa thuận trước cuối của năm 2023, nhưng cuối cùng hoàn toàn không thành công. Cái bối cảnh cho những yêu cầu này về an ninh biên giới là sự gia tăng đáng kể trong cái vụ vượt biên bất hợp pháp dọc theo biên giới Mỹ và Mexico. Trong năm tài khoá của 2022, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới đã bắt giữ 2.3 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Con số này đã tăng lên 2.5 triệu người trong năm tài chánh của 2023. Hai tháng đầu năm của tài chánh 2024 chứng kiến hơn 483.000 lượt người đến, và càng làm dấy lên cái lo ngại của đảng Cộng Hòa. Cái đảng Cộng Hòa đã nhiều lần cáo buộc chính quyền của Biden đã bỏ bê cái luật nhập cư của Hoa Kỳ, với những cái lời chỉ trích cụ thể nhắm vào Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorkas. Mayorkas đã phải đối mặt với 5 cái nỗ lực luận tội tại Hạ viện,
Một cuộc điều tra luận tội mới được các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa ủng hộ và đang tiến hành. Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Jim Jordan đã nhấn mạnh cái mạnh mẽ cấp bách của việc giải quyết các vấn đề an ninh của biên giới. Ông nói trên chương trình của Fox News, ưu tiên số 1 là biên giới. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải mạo hiểm đóng cửa việc an ninh của biên giới. Đó là những gì người dân Mỹ đang đòi hỏi. Cuộc tranh luận này diễn ra có số phận của tài trợ chính phủ Hoa Kỳ treo lơ lửng với cái bóng ma về khả năng cái chính phủ hiện giờ sẽ lờ mờ trước chân trời mới. Tóm lại, chúng ta cũng đang chờ đợi cái động thái tiếp theo là gì. Nhưng mà câu chuyện này là câu chuyện mà cái dự luật thương thảo về biên giới và kể cả luôn vấn đề này đó, thì tôi hy vọng rằng đảng Cộng Hòa phải standing. Bởi vì sao nhiều lần đấu tranh để loại bỏ Kevin McCarthy không có lý do, nhưng mà thật sự chúng ta lại tiếp tục nhượng bộ cho đảng Dân Chủ. Nếu mà thật sự chúng ta đã từng thanh trừng cái nội bộ đảng Cộng Hòa, hãy nên đóng cửa cái chính phủ. Trong khi đó thì có vẻ như người dân Mỹ đang muốn tiếp tục lao đao về nền kinh tế. Và ông Trump đang chứng minh ông có thể thay thế cho Biden để trở lại những năm của 2016 và 2020. Ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa dẫn trước ứng cử viên của đảng Dân Chủ Biden trong cuộc đấu đầu giả định 2024 trên 6 chiếu bang chiến trường. Cuộc thăm dò gần đây cho thấy Tổng thống Trump được cho là dẫn trước ông Joe Biden trong cuộc đấu giả định trong 6 chiếu bang chiến trường quan trọng, một cuộc thăm dò gần đây của Winston Strategy thực hiện. Cuộc thăm dò đã khảo sát cử tri có khả năng bỏ phiếu tại tiểu bang Arizona, Pennsylvania, Michigan, Georgia, Bắc Carolina và Florida. Và kết quả cho thấy ông Trump dẫn trước Biden tỷ lệ chênh lệch khác nhau trên mỗi tiểu bang. Ứng cử viên độc lập Robert F. Jr. Kennedy cũng được đưa vào cuộc thăm dò và ông đã giành được sự ủng hộ tại Bắc Carolina và tiểu bang Arizona. Dẫn trước lớn nhất của Tổng thống Trump ở Florida khi ông dẫn trước Biden 11 điểm. Tại tiểu bang Georgia thì ông Trump là dẫn trước Biden với tỷ lệ 42% và 34%, trong khi ông Kennedy nhận được 8%. Tại Arizona, ông Trump nhận được 6 điểm so với đương kim của Tổng thống. Trên thực tế, tôi nghĩ trong tương lai, ông John F. Kennedy sẽ endorse cho ông Biden. Dù sao dù, con cha này cũng là thành viên của đảng Dân Chủ. Miệng bolo bola cho vui, chứ thật sự họ đang, ông này đang phá phiếu ông Trump nhiều hơn là phá phiếu của Biden. Tại Arizona, ông Trump dẫn trước Biden 6 điểm. Bắc Carolina cũng chứng kiến ông Trump dẫn trước 4 điểm, Kennedy nhận được 11% sự ủng hộ. Ông Trump dẫn trước Biden 2 điểm tại Michigan và 1 điểm tại Pennsylvania. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 28 tháng 12 cho đến ngày 30 tháng 12. Khảo sát của 6.029 cử tri có khả năng với tỷ lệ sai số dao động là 2.8% cho đến 3.5% trên 6 cái tiểu bang. Điều đáng chú ý, trong 6 cái tiểu bang chiến trường này thì Tổng thống Trump đã chỉ thắng Florida và Bắc Carolina trong cả hai cuộc bầu cử của 2016 và 2020. Bốn cái bang khác gồm Arizona, Pennsylvania, Michigan, Georgia, Tổng thống Trump giành chiến thắng của 2016 nhưng đã thất bại của 2020. Một số cuộc thăm dò gần đây ở những bang chiến trường cũng cho thấy Tổng thống Trump dẫn trước Biden. Cũng có cái quan điểm cho rằng ông Trump vẫn là nhân vật đáng gờm trên chính trường của Mỹ. Cuộc thăm dò giữa tháng 12 của Morning Consult và tờ báo Bloomberg cho thấy ông Trump dẫn Biden trước 5 điểm trên một loạt các tiểu bang chiến trường lớn cộng lại, bao gồm Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada và tiểu bang Bắc Carolina. Ngoài việc thể hiện tốt trong trận đấu giả định với Biden, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục là một ứng cử viên số 1 cho đảng Cộng Hòa với 63% ủng hộ. Trong khi đó, Biden vẫn duy trì cái vị trí đáng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ với 69% ủng hộ. Khi mùa bầu cử của năm 2024 nóng lên, những kết quả thăm dò cho thấy cũng cung cấp những hiểu biết về giá trị và bối cảnh chính trị đang tiến triển tại nước Mỹ chúng ta. Cả chiến dịch tranh cử của Trump và Biden không bình luận ngay lập tức về kết quả thăm dò và đương nhiên vẫn tiếp tục sự đồn đoán. Nhưng ông Trump vẫn là một ứng cử viên sáng giá cho Tổng thống 2024. Còn vấn đề đó là vấn đề về bầu cử Tổng thống. Nhưng rồi bầu cử tại Hạ viện của Hoa Kỳ, không biết năm nay cái đảng Cộng Hòa chúng ta có giữ lại cái Hạ viện hay không. Nhưng một số dân biểu của đảng Cộng Hòa đã chính thức về hưu, trong đó có dân biểu đảng Cộng Hòa Larry Bunson đã chính thức tuyên bố nghỉ hưu khỏi Quốc hội, đã tham gia danh sách ngày càng nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa rời đi của 2024. Và đây có thể là một trong những
cái bước đi quan trọng mà đảng Cộng Hòa MAGA những bước đi vĩ đại trở lại và ứng cử viên được sự ủng hộ của Tổng thống Trump có thay thế một số ứng cử viên ra đi từ Quốc hội. Dân biểu của đảng Cộng Hòa Larry Bastin của tiểu bang Indiana đã tuyên bố rút lui khỏi Quốc hội. Thêm tên của ông vào danh sách ngày càng tăng, các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa đã từ chức sớm hoặc là quyết định không tái tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội của 2024 sắp tới. Sau khi phục vụ 14 năm trong Quốc hội của mình thì ông đã đưa ra quyết định của mình trong một kỳ nghỉ lễ, nhưng được tiết lộ trong một tuyên bố được đưa ra vào tuần này. Trong cái thông báo của mình, nhà lập pháp đã bày tỏ biết ơn đối với sự hỗ trợ mà ông đã nhận được trong suốt cái sự nghiệp chính trị của mình và trích dẫn cái kỳ nghỉ Giáng sinh như là một khoảng thời gian suy ngẫm và phân định. Ông nói, tôi thấy rõ ràng trong kỳ nghỉ Giáng sinh với nhiều sự phân định và cầu nguyện, cuối cùng tôi kết thúc phục vụ cho công chúng. Do đó tôi sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 8. 8 nhiệm kỳ, 8, 2, 16 là 16 năm đủ rồi cha. Về đi cho lớp trẻ nó còn lên, nó thay thế và nó theo chính sách của Trump. Do đó tôi không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 8 và kết thúc nhiệm kỳ của mình ở Hạ viện vào cuối cái đại hội 118. Mặc dù thừa nhận sự tranh chấp gần đây trong Quốc hội và những thách thức trong việc thúc đẩy chính sách cho người dân của Mỹ, ông vẫn khẳng định tiếp tục tin tưởng vào tiến trình dân chủ và đảng Cộng Hòa. Ông Larry đã gia nhập một danh sách đáng chú ý gồm những nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa trên Thượng viện và Thượng viện và Hạ viện, những người tuyên bố nghỉ hưu hoặc rời Quốc hội sớm để chuẩn bị cho cuộc bầu cử 2024. Trong số đó, dân biểu Colorado Lambert và dân biểu Missouri Blank gần đây cũng tuyên bố nghỉ hưu. Dân biểu Ohio Bill Johnson cũng từ chức vào sáng sớm ngày 21 tháng 1 sau khi chấp thuận một lời mời làm việc cho một trường học tại Ohio. Ngoài ra thì Calvin McCarthy cũng đã từ chức ghế Quốc hội vào cuối năm của 2023. Những sự ra đây này đã diễn ra trong cái thời điểm một số nhà lập pháp của đảng Dân Chủ cũng sẽ nghỉ hưu Quốc hội của 2024, tạo ra một sự thay đổi rộng lớn hơn trong bối cảnh lập pháp. Các đảng Dân Chủ đáng chú ý rời bao gồm của dân biểu của đảng Dân Chủ đó là Dan Nelke, dân biểu Jennifer của Virginia, thượng nghị sĩ Ben Cardin và thượng nghị sĩ Tây Virginia Jeff Joe Manchin. Những cái sự thay đổi này thì đảng Cộng Hòa hiện đang nắm cái đa số hai ghế mong manh tại Hạ viện. Tỷ số đa số này sẽ giảm xuống một ghế trống khi ông Johnson từ chức. Ông Johnson là Bill Johnson chứ không phải là Mike Johnson nha. Sự vắng mặt tạm thời của lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện có Steve Scalia do điều trị ung thư sẽ ảnh hưởng nữa đến cái cán cân quyền lực của Quốc hội. Cuộc bầu cử của 2024 sắp tới chắc chắn sẽ định hình cái phần tương lai của Quốc hội của Hoa Kỳ, với cả hai đảng đang kiểm soát và điều hướng sự thách thức cho những người nghỉ hưu đặt ra. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của Luân Vũ, số điện thoại 657-600-8888. Trở lại một bản tin có vẻ như cuộc bầu cử của 2024 và Michelle Obama đang tin tưởng rằng ông Trump sẽ chiến thắng, đang lo lắng đó. Trong một tập gần đây của podcast On The Purpose được tổ chức bởi ông Jay, bà Michelle Obama đã chia sẻ cái mối quan tâm của bà đến cuộc bầu cử của 2024 sắp tới về các vấn đề toàn cầu và tình trạng của thế giới. Cảm ơn ông Joe Biden, cái thế giới của nước Mỹ, cái thế giới của Trung Cộng, cái thế giới của nhiều cái đất nước khác nhau trở nên bất ổn hơn. Trung Cộng thì vẫn tiếp tục hoành tráng và bành trướng tại Âu Châu, Á Châu và Trung Đông. Trong khi đó thì nhóm khủng bố Hamas vẫn tiếp tục tấn công đất nước Israel và cuộc chiến của Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Michelle Obama nói rằng là những lo lắng của bà về hướng đi của đất nước trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo và tác động của nó với di sản của chồng bà. Di sản của chồng bà là double cái nợ công của nước Mỹ. Di sản của chồng bà là phục hồi kinh tế tệ hại nhất từ trước đến nay, từ 2008 cho đến 2010. Actually 12 mới phục hồi kinh tế. Di sản của bà là cuộc chiến xảy ra tại những cái đất nước như là Syria và sự thành lập của nhóm ISIS. Di sản của Obama rất nhiều và toàn là những di sản gì thực tế là hoàn toàn tệ hại cho nước Mỹ. Khi được hỏi điều gì khiến bà thức đêm, Michelle Obama 59 tuổi nói điều gì thức đêm? Gì thức đêm? Sướng quá thức đêm với điều gì? Tôi sướng cái đó, tôi cũng thức đêm, nghĩ sao mà bà trằn trọc cho đất nước Mỹ hả? Trằn trọc cho đất nước Mỹ mà thật sự
trở thành triệu phú và tổng thống của nước Mỹ. Câu hỏi nghe thiệt tình, nhìn là muốn đi nhà vệ sinh. Cái được hỏi điều gì khiến bà thức đêm mà sao bà 59 tuổi đề cập đến một loạt cái chủ đề đè nặng trên tâm trí của bà? Bà bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột và chiến tranh đang diễn ra nhiều của đất nước trên thế giới, gồm có Ukraine và Gaza. Và bà cảm ơn Biden. Ngoài ra, bà còn đề cập đến sự khó chịu của mình về ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo, tình trạng giáo dục và vấn đề tham gia cử tri. Điều chúng tôi thức dậy và điều chúng tôi biết, cuộc chiến trong khu vực quá nhiều khu vực. AI sẽ làm cho chúng ta điều gì? Môi trường bạn biết đấy, chúng ta đang di chuyển đủ nhanh không? Chúng ta đang làm gì về giáo dục và mọi người bỏ phiếu? Tại sao mọi người không bỏ phiếu? Tại sao chúng ta bế tắc với điện thoại? Bà nói ý tôi là, đó là những điều khiến tôi thức dậy, bởi vì bạn không có quyền kiểm soát chúng. Bạn tự hỏi chúng ta đang ở đâu và trái tim của chúng ta đang ở đâu? Trái tim của bà đang ở đâu? Ở đâu? Ở cái biệt thự, ở cái biệt thự ở Massachusetts, hàng chục triệu đô la. Bà Michelle Obama tiếp tục bày tỏ sự lo ngại về cuộc bầu cử của 2024 và tầm quan trọng trong việc lựa chọn lãnh đạo phù hợp cho đất nước, và nhấn mạnh tác động đáng kể của ngành lãnh đạo để giúp quốc gia Mỹ là họ đại diện cho dân Mỹ. Chỉ có thời Trump mới thực sự đại diện cho dân Mỹ, với thời của bà, kể cả luôn cái thời Obama, kể cả luôn cái thời của Biden, là chỉ đại diện cho ai? Cho những đại tỷ phú của nước Mỹ. Những công ty Big Pharma, những công ty sản xuất vũ khí và nhiều công ty khác nhau. Bà nói rằng là điều gì sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử tiếp theo? Tôi sợ hãi những gì có thể xảy ra vì nhà lãnh đạo của chúng ta quan trọng. Tức là sợ ông Trump đắc cử. Sợ ông Trump đắc cử, ông Trump sẽ độc lập về năng lượng. Ông Trump sẽ triệt tiêu cái quyền lực ngầm. Ông ta sẽ triệt tiêu tất cả những cái mối đe dọa và gây là ổn định hòa bình trên thế giới. Cái đảng Dân Chủ không bao giờ muốn sự ổn định và hòa bình. Hãy nhìn vào tất cả những thành trì của đảng Dân Chủ và những chế độ của đảng Dân Chủ và những thời kỳ của tổng thống đảng Dân Chủ đều có những cuộc chiến mới xảy ra. Chúng tôi chọn ai? Ai nói thay cho chúng tôi và ai giữ cái bục giảng bắt nạt đó? Nó ảnh hưởng đến chúng tôi cách nào? Để nói chung lại là bà nói rất là xàm xí đú, và tóm lại là gì? Tức bà đang lo sợ ông Trump chiến thắng. Những lo ngại của Michelle Obama về khả năng trở lại của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử của 2024 làm nổi bật cái bối cảnh chính trị phân kịch và sự rủi ro liên quan đến cuộc đua sắp tới. Bà cũng phản ánh di sản của chồng bà và những hậu quả tiềm tàng của nhiệm kỳ Trump đối với sáng kiến chính sách của ông. Sáng kiến chính sách của bà Obama. Trong dữ liệu thăm dò gần đây thì ông Trump đã dẫn trước Biden 2.2 điểm phần trăm, kết quả thăm dò trung bình của tờ báo Real Clear Politics. Những lo lắng của bà Michelle Obama nhấn mạnh cái bản chất chia rẽ của chính trị Mỹ và mong muốn thay đổi nhiều người Mỹ. Khi mùa bầu cử của 2024 diễn ra thì bình luận của Michelle Obama như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự tham gia bầu cử. Và hãy xuống đường và bầu cho ông Trump. Tôi nghĩ là bà nên kêu gọi như vậy. Chỉ có Trump mới thực sự đem cái nước Mỹ mà bà đang diễn tả là bà lo lắng đó. Nhưng một lần nữa xin chào tất cả các quý khán trên giờ đã trở lại chương trình của Luân Vũ và số điện thoại 657-600-8888. Trở lại một bản tin mới vì sự chấn động của tài liệu Epstein. Hồ sơ của ông Epstein gần như đã tạo ra rất là nhiều sự chấn động, trong đó liên quan đến Tổng thống Bill Clinton. Một bản phát hành gần đây của những tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein đã đặt ra những câu hỏi và cáo buộc mới, với cái tuyên bố rằng kẻ buôn bán tình dục đã kết án và bí mật ghi lại ông Bill Clinton, người sáng lập công ty Virgin Group, là Branson và hoàng tử Andrew đã tham gia vào những cuộc gặp gỡ tình dục, tức là chơi mà có quay hình. Theo cái vài bữa nó có xuất hiện ở những cái trang web đen không ta? Quý vị thường xem sách Bill Clinton mới có không, mới còn sức hay không tôi không biết được, mà tóm lại thì những cái video này chưa lộ ra. Những tiết lộ này xuất phát từ những tuyên bố của nạn nhân Sarah Ransom và kết quả của lệnh thẩm phán liên bang Manhattan để mở niêm phong các tài liệu liên quan đến vụ kiện phỉ báng cho nạn nhân của Epstein chống lại ông, bà Mark Wells. Theo tài liệu được chưa niêm phong thì Ransom tiết lộ Epstein đã bị cáo buộc quay phim người bạn của cô có quan hệ tình dục với những người nổi tiếng, bao gồm những người đàn ông đề cập, trong đó có Bill Clinton. Cô lưu ý rằng bản thân Epstein đã không xuất hiện trong bất kỳ cảnh quay nào, nói rằng ông ấy thông minh như vậy.
Ransom cũng tuyên bố rằng bạn của cô tìm cách lấy được cuốn băng đó và tuyên bố trước đó cô đã bị đưa vào 2016 gửi email cho nhà báo Kathleen. Trong email, Ransom khẳng định, bạn tôi đã quan hệ tình dục với lại Clinton, hoàng tử Andrew và Richard Branson. Trên thực tế, cái băng đó được quay vào mỗi dịp riêng biệt. Cô ấy tiếp tục, cuối cùng tôi đã thuyết phục được cô ấy gửi cho tôi một đoạn video mà cô ấy giữ liên quan đến ba người đàn ông đó. Ransom tiếp tục giải thích rằng cái cảnh quay này được là tài sản của Epstein tại New York và cho rằng là những tổng thống như là Bill Clinton đều có quan hệ với nhiều cô gái, kể cả luôn bạn cô. Sự tồn tại tiềm năng của những cuốn băng như vậy có thể có ý nghĩa quan trọng đến việc cá nhân buộc tội quan hệ chặt chẽ với Epstein. Những ngày gần đây thì ông cộng thống Bill Clinton phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng khi một nạn nhân khác đó là Johanna tuyên bố rằng các tài liệu Epstein cho rằng là ông Clinton lại thích những cô gái trẻ. Trong cuộc phỏng vấn thì luật sư của Virginia đó là bà Sherrick đã xác nhận rằng là những giao dịch của Epstein với Clinton và tuyên bố rằng Epstein đã từng nhận xét Clinton thích cô gái trẻ và đề cập đến những cô gái dưới tuổi thành niên. Điều quan trọng lưu ý rằng là không có bằng chứng kết luận nào cho thấy hành vi sai trái của Clinton liên quan đến Epstein. Tuy nhiên những cáo buộc và tuyên bố này có thể ảnh hưởng đến công chúng của 2024. Trong khi đó, rất là nhiều những nhân vật đang đặt câu hỏi liệu những cái đoạn clip này ai giữ, đang ở đâu, sự ra đi của Epstein thật sự có mang đến cái gì và những câu hỏi này hay không. Tổng thống Bill Clinton không biết gì về những tội phạm khủng khiếp của Epstein đã nhận tội Florida vài năm trước, hoặc những tội ác mà ông ta bị buộc gần đây tại New York. Đó là ông Clinton tuyên bố. Nó tiếp tục làm rõ cái bản chất tương tác giữa Clinton với Epstein và nhấn mạnh rằng ông đã không nói chuyện với Epstein trong một thập niên và chưa bao giờ đến thăm những tài sản khác của Epstein. Từ bây giờ cái mục đích của họ là từ chối. Nhưng mà tại sao cái đoạn này được đưa trong giai đoạn này và đưa ra phải đánh phá ông Bill Clinton ra? Không lẽ là bà Clinton muốn trở lại ứng cử viên cho 2024 mà bà đã bị phản đối? Và có thể có nhiều cái khác nhau, tôi không biết được. Nhưng mà tóm lại đó là câu chuyện. Đó là câu chuyện của những câu chuyện trong chương trình của Luân Vũ Channel. Và xin trở lại bản tin tiếp theo, số điện thoại 657-600-8888. Trở lại bản tin tiếp theo là quan chức chi tiêu cơ sở hạ tầng rời chức khỏi tòa bạch ốc và tham gia chiến dịch tranh cử của Biden. Đây là cái quan chức mà gần như đã rửa thành công 1.200 tỷ đô la về chi tiêu cơ sở hạ tầng. Mitch Landry, một quan chức của đảng Dân Chủ, người đóng vai trò nòng cốt trong việc giám sát 1.200 tỷ đô la. Chi tiêu cơ sở hạ tầng của chính quyền Biden chuẩn bị từ chức để làm gì? Để tham gia chiến dịch tranh cử của Biden. Ông Landry gia nhập vào tòa bạch ốc vào tháng 12 của 2021 với tư cách là điều phối viên của đạo luật việc làm đầu tư cơ sở hạ tầng. Nơi ông đã giữ cấp bậc cố vấn cao cấp cho Biden, chịu trách nhiệm phân bổ của đạo luật cho 40.000 dự án của tiểu bang và địa phương. Đây là commission rất nhiều nha, đừng đùa hoài. 40.000 dự án, cứ một dự án vì có 1 đồng là 40.000 rồi. Vì có 10 đồng là 400.000, vì có 100 đồng là 4 triệu rồi, vì có 1.000 đồng là 40 triệu rồi, vì có 10.000 đồng là 400 triệu rồi. Tôi nhắc lại nè, 40.000 cái dự án. Thì một cái dự án cho 1 đồng thì là 40.000, 10 đồng là 400.000, 100 đồng là 4 triệu, 1.000 đồng là 40 triệu, chứ cần một cái dự án cho 1.000 đô. 1.000 đô cái tiền mà... 1.000 đô nhẹ mà, trời, ta có một dự án mà có 1.000 đô nhầm gì quý vị, thì cần số tình, quà cáp nước non, gift giữa 1.000 đâu có bị gì đâu, 1.000 đô là 40.000, dự án là 40 triệu, khỏe re. Landry rời đi để tham gia chiến dịch của bà Biden và Harris trong tư cách là đồng chủ tịch quốc gia diễn ra thời điểm ông Biden đang phải đối mặt với những thách thức trong nhiều cuộc thăm dò gần đây. Tổng thống Trump đã dẫn đầu với tư cách đảng Cộng hòa hàng đầu. Trong đó tuyên bố của tàu bà đốc thì Biden ca ngợi những đóng góp của Landry trong đầu tư cơ sở hạ tầng. Và nói rõ là chúng tôi đã mở rộng truy cập Internet tốc cầu giá phải chăng cho 22 triệu người. Bắt đầu cải thiện tới 135 dặm đường ở Mỹ. Miss Landry đã đi được 159 dặm đến gần 150 thành phố trên đất nước để nghe trực tiếp những cộng đồng và hợp tác với thống đốc thị trưởng thành viên của Quốc hội. Đã đi 119.000 dặm đến 150 thành phố. Thường thường đi thị sát đường đồ hoài ngang nước Mỹ, thị sát cũng có quà cáp chứ đừng nói đồ hoài. Trong nhiệm kỳ của mình,
Với tư cách là điều phối viên thì Landry đã giám sát việc thuê 6.100 nhân viên liên bang để quản lý giải ngân cái quỹ được ủy quyền của Đạo lực Đầu tư Hạ tầng Việc làm. Nói có vấn đề giải ngân cái số tiền thôi phải mướn 6.100 người. Vì thấy cái chế độ nó càng ngày nó càng lợi ích nhóm như thế nào rồi. Giải ngân 1.200 tỷ cần 6.100 nhân viên liên bang để giải quyết. Ây da. Thống đốc của 16 tiểu bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo đã bày tỏ mối quan tâm của họ trong bức thư chung gửi cho Biden ngày 19 tháng 1 của 2022. Họ đã cảnh báo chống lại sự nhấn mạnh quá mức về đầu tư công, tư cách thành viên công đoàn học khí hậu làm tiêu chí để lựa chọn những phù hợp dự án. Và kêu gọi các chính quyền ưu tiên tới nguyên tắc hợp lý về mặt kinh tế phù hợp với các ưu tiên của nhà nước. Mitch Landrieu đã mang lại nhiều kinh nghiệm chính trị của mình cho chiến dịch Biden và Harris. Nhưng mà trên thực tế ông và câu chuyện đặt ra về câu chuyện này vẫn tiếp tục là một câu hỏi lớn khi cái số tiền 1.200 tỷ đó nó phân bổ như thế nào. Và phân bổ xong rồi thì bây giờ trở lại tranh cử với Biden. Lỡ mà làm ma thuật có 2024 thì hốt thêm mới nữa. Thì đó là gì? Đó là những gì mà chính quyền của Biden đang đem đến cho quý vị. Và chính quyền của Biden đang thực hiện những quy định mới tổng chi phí 1 tỷ đô la trong tuần đầu tiên của năm 2024 vẫn tiếp tục là một chính phủ lớn mạnh. Chính quyền của Biden đã đưa ra một loạt quy định mới trong tuần đầu tiên của 2024. Với cái tổng chi phí ước tính tốn kém cho công ty là 1 tỷ đô la cho nền kinh tế. Từ ngày 2 tháng 1 cho đến 5 tháng 1, chính quyền đã hoàn tất 38 cái quy tắc và đề xuất thêm 19 cái quy tắc dự kiến sẽ áp đồng 1.1 tỷ đô la trên nền kinh tế của Mỹ. Những hành động pháp lý này cũng dự kiến tạo ra tổng cộng 2.1 triệu giờ gánh nặng giấy tờ cho nền kinh tế, tức là những cái regulation và quy định. Trong số các động thái điều tiết quan trọng đầu tuần đầu tiên của năm mới, nổi bật là quy tắc quy định thương mại chống lừa đảo bán lẻ ô tô của Ủy ban Thương mại. Quy tắc này có một số trên báo quảng cáo gần đây hiểu lầm nhất định về sản phẩm được sản xuất bởi đại lý xe hơi và yêu cầu đại lý duy trì hồ sơ về quảng cáo và bán hàng cụ thể. Kể từ ngày nhậm chức ngày 5 tháng 1, chính quyền của Biden đã ban hành tổng cộng 752 quy tắc cuối cùng. Tổng chi phí là 448 tỷ đô la cho gánh nặng nền kinh tế và thêm 278 triệu giờ thủ tục theo báo cáo của AAF. Để so sánh với thời của Barack Obama thì là 1.001 quy định cuối cùng trong thời điểm nhiệm kỳ của ông, nhưng mà chỉ gánh nặng có 274 tỷ đô la, tức 185 triệu giờ. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã đưa ra 854 quy định cuối cùng, nhưng mà chỉ tốn kém 25.5 tỷ đô la và bổ sung chỉ có 265 triệu giờ. Những cái sáng kiến điều tiết của chính quyền Biden đã đem đến sự gánh nặng lớn cho cái nền kinh tế và những doanh nghiệp nhỏ của chúng ta. Những sáng kiến này, đóng ngoặc mở ngoặc, là những sáng kiến triệt tiêu cái nền kinh tế của Mỹ. Bây giờ tôi so sánh lại nè. Với thời của Biden chưa hết cái nhiệm kỳ, mà những công ty phải tốn 448 tỷ đô la, tức 278 triệu giờ. Thời của Obama là 274 tỷ đô la là 185 triệu giờ, nhưng mà thời của Trump là chỉ có 25 tỷ, tức là 65 triệu giờ. Để so sánh như vậy, vì thấy cái chính quyền của Biden là một chính quyền đầy những cái quy định, và những quy định đó cũng chẳng có tốt lành gì cho nền kinh tế cả. Và đó là câu chuyện của ngày hôm nay, và cảm ơn rất là nhiều quý khán thính giả đã trở lại chương trình của Luân Vũ. Channel số điện thoại 657-600-8888. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một buổi whatever nơi đang ở tuyệt vời. Chào tạm biệt.